lấy hai cái dài nhất bỏ ghế. Bênh vừa nãy chắc lôi ra hàn nó bênh đó. Sơn vẫn còn chưa khô. Con này thùng dài 2m8. Chạy cầu Bắc Kinh con. Cầu đó cầu 1.4, 24 nó quá. Rồi, con xe lúc đầu lên nhìn như bộ xác khô, làm lên ngon lành, nhìn khá hợp mắt, không như lúc đầu về toàn bộ khu xương. Con này chắc đi đường lầy là được, thùng nó nhẹ, đố mày về được, đố mày về được. Úi giời, đó là nâng ít, trời còn chưa lên bánh. Rất bài bản luôn. Làm không như hình thức ở bên Đắk Lắk rồi. Xe càng Đắk Nông này về Đắk Lắk chỉnh sửa lại là nhìn khác hẳn ngay.